Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh điều động, chỉ định đồng chí Trần Quốc Trung, Phó trưởng Ban Nội chính Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Thủ Đức. Sáng ngày 30 tháng 9, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố và trao quyết định cán bộ. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tham dự. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao quyết định điều động, chỉ định đồng chí Trần Quốc Trung tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Thủ Đức, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Thủ Đức, nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị đồng chí Trần Quốc Trung khẩn trương hoàn thành chương trình hành động cá nhân khi nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Thủ Đức. Đồng thời, đồng chí Trần Quốc Trung phải tiếp cận nhanh, thích ứng cao, nỗ lực lớn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Thành phố Hồ Chí Minh không có việc gì là nhỏ, chỉ cần trong một mắt xích, một công việc trong chuỗi công việc tồn động là gây cản trở cho sự thông suốt của quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Đảng bộ Thành phố Thủ Đức là một đảng bộ lớn, vì vậy, để điều hành thông suốt thì phải quan tâm chi tiết, cụ thể, rõ ràng, không để tồn động, tồn tại nhỏ ảnh hưởng đến sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc của tập thể và phát huy các cơ quan tham mưu giúp việc của Thành ủy Thành phố Thủ Đức. Nhận nhiệm vụ, tân Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Thủ Đức cam kết nỗ lực phấn đấu, phát huy tinh thần đoàn kết, toàn tâm toàn ý và nỗ lực hết mình với công việc. Tất cả vì sự phát triển của Thành phố Thủ Đức để góp phần vào sự phát triển chung của Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Trần Quốc Trung sinh năm 1978, quê quán huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, trình độ thạc sĩ luật, cử nhân chính trị. Đồng chí là cán bộ được đào tạo bài bản và gắn bó nhiều năm với ngành kiểm sát và sau này là công tác nội chính. Từ tháng 5 năm 2009 đến tháng 4 năm 2011 là kiểm sát viên, công tác tại Viện Kiểm sát Nhân dân quận Bình Thạnh. Tháng 5 năm 2011 đến tháng 10 năm 2012 là chuyên viên phòng nghiệp vụ văn phòng Ban chỉ đạo Thành phố Hồ Chí Minh về phòng chống tham nhũng. Từ tháng 10 năm 2012 đến tháng 10 năm 2013 là phó phòng nghiệp vụ văn phòng Ban chỉ đạo Thành phố Hồ Chí Minh về phòng chống tham nhũng. Tháng 11 năm 2013 đến tháng 10 năm 2016 là phó phòng theo dõi công tác phòng chống tham nhũng Ban Nội chính Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Từ tháng 10 năm 2016 đến tháng 8 năm 2022 là trưởng phòng theo dõi công tác phòng chống tham nhũng Ban Nội chính Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Từ tháng 8 năm 2022 đến tháng 9 năm 2024 là phó trưởng Ban Nội chính Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.